cuốn cho ta bầu không khí để hít thở, nó còn cho ta nhiều giây lát thắng cảnh để thư giãn dù ngoại sớm ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Nhưng đáng tiếc thay, chính những người chúng ta lại đang phá hoại môi trường sống của mình. Các bạn ạ, hôm trước khi đi học về, mình đã được có cuộc sống đã ăn quả vặt ngoài cổng trường. Có những bạn biết ý thức, đã biết vứt vỏ ở những nơi quy định, nhưng những bạn khác lại vứt luôn ở ngoài vỉa hè. Các bạn ạ, chính những hành động nhỏ đó của học sinh chúng ta lại đang góp phần làm phá hoại môi trường. Cũng vào ngày hôm nay, mình rất vui vì đã được theo học ở lớp kỹ năng sống MC Nguyễn Vũ và đã được các thầy cho xem hình ảnh mặt trái của bãi biển Caribe, một bãi biển mà chúng ta tưởng chừng rất xinh đẹp. Nhưng không, những hình ảnh mà mình nhìn thấy thì thật kinh khủng. Một bãi biển tràn ngập rác thải nhựa, hình ảnh những chú rùa bị ống hút mắc vào mũi, trông người thật đáng thương làm sao. Mà các bạn có biết rằng rác thải nhựa được hàng ngàn năm mới có thể phân hủy hết. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Chả lẽ là đốt rác? Mà đốt rác sẽ tạo nên nhiều khói bụi, chẳng phải lại đang làm ô nhiễm môi trường sao? Các bạn ạ, mình biết được rằng đôi khi chỉ một sự rất nhỏ của con người thôi cũng có thể gây ra hậu quả thảm khốc khói lửa. Thảm họa cháy dầu từng làm chấn động nước Mỹ của công ty Exxon Valdez năm 1989. Ngoài việc cướp đi cái mưu sinh của hàng chục ngàn ngư dân, nó còn bức tử hàng triệu sinh vật khác ở vùng biển Alaska. Còn mới đây nhất chính là vụ đổ trộm hàng trăm tấn dầu thải vào đầu nguồn của nhà máy nước sạch Sông Đà vào hồi đầu tháng 10 năm 2019 vừa qua. Hậu quả là ô nhiễm nguồn nước gây khô đốn và đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người dân tại Hà Nội. Cho đến hiện tại vẫn còn quá sớm để ước lượng độ thiệt hại như ảnh hưởng do sự cố này gây ra, nhưng chắc chắn người dân và hệ sinh thái nơi đây sẽ phải chịu hậu quả hết sức nặng nề. Qua những sự việc trên, chúng ta có thể thấy ý thức của con người tác động vào môi trường đang ở mức đáng báo động. Hơn nữa, mình cũng được chứng kiến dân ta vẫn còn chịu cảnh nhà tan cửa nát do thiên tai bão lũ. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Thưa các bạn, theo mình, đầu tiên chúng ta cần phải có nhận thức đúng về việc bảo vệ môi trường. Vì chỉ có nhận thức đúng và có hành động đúng, mỗi một hành động nhỏ sẽ góp phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường. Trước tiên, chúng ta hãy thực hiện tiết kiệm điện, nước, mọi lúc, mọi nơi, hạn chế sử dụng túi ni lông, không vứt rác bừa bãi. Đi học ở trường, các bạn hãy tuyên truyền với bạn bè và thầy cô rằng hãy trồng và chăm sóc cây xanh. Các bạn ạ, mình cũng đã học hỏi và biết được rằng chúng ta có thể tận dụng những viên gạch sinh thái hay còn gọi là eco bricks để làm nên cho người nghèo một căn nhà thật vững chãi, vừa tiết kiệm vừa tránh ô nhiễm, phải không các bạn? Thưa các bạn, một cây cần chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Mặc dù chỉ là những học sinh nhỏ tuổi, nhưng đoàn kết gì có thể vượt qua. Chúng ta hãy góp phần nhỏ bé, chúng ta giữ gìn vệ sinh chung, cùng bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của chúng ta. Mình tin chắc rằng nếu chúng ta thực hiện được những việc trên, thì môi trường của chúng ta sẽ thực sự xanh, sạch, đẹp. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào.